Ta vừa tới với vụ tiếp theo của chúng ta là cái đám màu đỏ đỏ mà chúng ta chưa có là hoàn thành xong, chứ chúng ta mới hoàn thành sau cái màu xanh xanh gì đó mình không nhớ nữa. Mình mở cái này kìa. Ok, chúng ta sẽ nhét cái cục kia vô để chúng ta hiện cái thành vị trí của tụi này lên. Nói chung nó sẽ có giúp ích cho chúng ta thôi. Với lại mình cũng thu thập cũng khá là nhiều ngu gì không đấy. Ok, sao giờ tụi này nó đông quá vậy ta? Đông lắm luôn. Sentry thì tốt đằng kia. Fill out what we tell you to fill out. Ain't telling you again. Tụi này làm gì mà nó lôi gì đâu mà nó lôi người mà cứ như là mình cũng không hiểu đang chuyện gì đang xảy ra nữa. Quay nhìn kia cho mình nghĩ là chắc không để ý đâu nha. Ồ, hai thằng kia đang quánh giỏ này, nó không phải lôi người mà nó đang quánh giỏ mới ghê chứ. Chúng ta cần phải tiếp cận với cái thằng Sentry chứ. Ồ, một phát ngay đầu. Kia cái đúng kiểu là chuyện đang xảy ra vậy. Nhưng mà bên mình thấy cái game này nó không có thực tế, do là giống như những game khác nó làm hơi khó, do là nó tự tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ví dụ và nếu như thấy xác phía trước mặt là vậy, mà không game này thì nó không hướng khác nhau. Đốt cái nhẹ nó mới. Đáng là mình bắn tụi nó trước rồi chúng ta mới nên đốt sau. Ờ, nó chết rồi. Giờ chúng ta chỉ cần nắp một cái là chúng ta không cần phải ăn thêm một cái băng đạn, dùng thêm một cái băng máu nào khác. Cái này cũng khá là dễ mà tụi nó đang bắn ai vậy? Chú đang bắn ai vậy? Thì xử luôn, đốt thằng kia cho rồi. Để nó một mình cũng khá tội. Peek-a-boo. Một phát ba phát ngay cổ không chết cũng thấy kỳ. Ok, chúng ta lấy tiền, chúng ta đi khỏi chỗ này là vừa. Xong, chúng ta xong được một khu rồi. Mấy khu này thì mình chắc không, mình nghĩ là chắc cũng nên Rambo cho lẹ. Ồ, cái xe này nhìn cũng đẹp đấy chứ. Tiện dễ sợ. Gặp thêm nó đang chỉ hướng ra ngoài đường nữa. Ok. Ngu gì không lấy. Ok. Ngại gì vết bẩn. Đụng xe đằng sau thôi mà, có gì đâu. Bình thường. Chúng ta đến lúc chúng ta còn phải xin một chiếc xe mới rồi. Xe kia nãy mình thấy rồi đó. Nó banh chằn lắm rồi. Thì mình không thích mấy cái đó cho lắm. Nó thì lái thì cũng tạm thôi nhưng mà không thích cho lắm. Nhờ mình cũng đã nói mình thấy mấy chiếc mà kiểu như sport luôn. Kiểu đợi lại với mấy chiếc này không có chiếc mà cái kiểu nó mua. Xin lỗi. Cho ba nào. Ồ, giống chiếc vàng vàng này nè, đúng rồi. Hay là lát mình chơi mấy chiếc vàng vàng này đi. Ồ, chiếc vàng vàng này đúng là nó giống như là mọi thứ mình tưởng tượng luôn á. Oh yeah baby. Sao đông quá vậy? Christ, not this again. Đông quá cho nên mới cần phải stealth như thế này. Còn thêm một thằng tốt đằng kia nữa. Tụi nó không thấy mình đây luôn, nó ghê. Nghĩ mình nên đi cái chỗ nào mà kiểu như là đột nhập được nha. Could have swore I heard something. Hey, pal. I don't like this. Oh, mình không nghĩ là nó sẽ thấy mình ngay chỗ này. Đúng chính xác là vậy. Đúng chính xác là vậy và nó vẫn không quan tâm cho lắm.
Mặc dù cũng quan sát đứng đây đây, cho nên mình thấy cái tự nhiên cái lúc mà khi nhưng mà cất body xác thì cũng không cần thiết cho lắm, cũng chỉ để tránh là tụi kia nó phát hiện thôi chứ cũng không là cái gì, không quan trọng mấy. Để dàn kia lên thì mình đi xử gần này trước đi. Giờ họ đi xử gần này trước đi. Lại đây, nhanh. Dành dư giả thời gian cho chú đó, đó. Vô đây, đó. Anh thích lắm. Những người như chú là cần phải hy sinh đầu tiên. Thằng kia nó cũng không quan tâm luôn, nó đi chỗ khác. Lại đây, đây, đây. Ok. Lại đây, càng lại đây càng tốt. Nó vừa mới thấy một cái, những cái bạn hù nó lại thì nó lại càng nhanh thôi. Nhưng mà nếu mà báo động thì nó không tới mức báo động như game khác, game khác, nhưng mà nếu mà bạn ở mức độ như thế này á mà để thấy nguyên người vậy đó là nó báo động nãy giờ chứ phải đi. Cho nên mình thấy nó khá là hay luôn, tiện đỡ phải vòng vòng. Cái này nó xa quá không? Đó là vẫn chưa có gì xảy ra. Cái đó là cái xe màu đỏ bên ngoài thôi chứ cũng không phải là. Ở đây nè. Đúng rồi, lại nhanh. Đúng rồi, chạy đi, đúng rồi. Làm anh mày đợi nãy giờ. Vô đây. Nghe gì đâu luôn. Southern Trail, Sabotage the Union Trailer. Đó, thấy rồi nè, đó. Thấy lại đi, còn chơi gì nữa. Tại mình không muốn giết mà trước mặt cái đám nhân viên kia của nó. Nhìn nó có vẻ hơi kỳ mà. Thôi thì cứ lôi nó ra đây cho chắc ăn. Kiểu là nó sẽ không bị gì đó. Đó. Kiểu như nó bạn không để là nhân chứng thì sẽ tốt hơn. Còn ở chỗ này thì sao? Giết thì giết hết rồi nhưng mà cho nên mình không hiểu lắm. Đốt mà hay gì vậy? For Parker, nhưng mà làm gì cái gì đây? Đó, đã sabotage được cái khu này. Ra đi mấy đứa, anh cho. Ôi, cái xe màu vàng. Cái xe màu vàng. Thiết nghĩ này mình nên lấy cái xe màu vàng đó rồi mình ngồi lên rồi mình hẳn đi. Để nó xác định là xe này xe giờ là xe của tao. Giờ hình như cái thằng nào vậy lại lấy mất bà cái xe rồi. Trời ơi là trời. Buồn ghê, lâu lắm mới thấy được một chiếc mà có cái đáng giá trị mà nhìn nó đẹp như vậy luôn. Mà nhìn nó hợp phong cách nữa chứ. Trời ơi. Giờ kiếm ra chiếc tương tự trời. Mình còn chưa biết cái tên của chiếc xe là gì nữa. Thì mình coi còn chỗ nào nữa. Chỗ này trước đi, tại vì chỗ này nó cái thuận đường bên đây hơn. Nếu mình đi cái hướng bên kia thì nó hơi không tiện đường lắm, mặc dù nó hơi sai mà. Cái khúc bên này mà đâm thẳng qua kia thì nó sẽ qua cái nhiệm vụ tiếp theo luôn. Ai, nhưng mà chán cái là lâu lâu tìm được mỗi xe ăn ý rồi là lại không kịp lấy. Oops. Gãy vay cái cục điện thôi mà, có gì đâu. Cái xe này đúng đẹp luôn mà đúng kiểu đúng hợp với mình luôn á. Chán ghê mấy đứa. Ừ, chiếc đó rồi phải. Chiếc trước mặt của mình rồi. Như là nó đó. Chặn đầu xe lại. Tao đang làm nhiệm vụ nha mày. Lát đưa xe lại cho tao á. Thôi sao cho nó lại thôi chứ mình cũng chưa có vô chỗ đó đâu. Giết mấy chỗ này thì lộ thiên quá.
Ủa ai ngờ nó lại chỗ này luôn ba. Ai ngờ nó vô đây luôn. Ơi ơi ơi, dân chơi dân chơi dân chơi dân chơi. Đừng có gọi nữa, tốt nhất đừng có gọi. Vợ mém cho thanh niên gọi luôn rồi. Đập mặt một phát ngay tường, này thì gọi. Nhây vờ lờ. Đó là lý do tại sao mình không nên giết ông ngoài. Thằng kia đã đi và hai mấy anh kia cũng không biết tại sao. Lúc đầu rồi để no witnesses. Cùng gì là để thằng kia nó thấy. Aggressive luôn hả, ghê vậy ba. Ghê vậy ba. Tại hai đầu, hàng đầu hàng nào nó cũng canh kỹ vậy, sao mình vô. Giờ mới có lưng, có đường đi vô nè. What the hell was that? Sinister fucking shit goes down around here. Sợ mấy anh này lẹ để có cái thời gian đặc biệt. Nãy mình đã dành cũng được 3000 mấy. Ok, dễ dàng như mấy đứa. Giờ chúng ta vô được bên trong thì cứ đốt đại rồi ra bắn cho nhanh. Đó, cứ từ từ lên là lửa bật lên. Đó, 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 đó rồi. Thấy cháy mà còn chưa vô nữa. Không hiểu được cái này nó nghĩ gì luôn. Ok, xong, chứ xong việc ngay chỗ này rồi. Ô, còn thằng đó. Xong, hắn xong được khu này, no witnesses. Và làm ơn, cho anh một chiếc xe đẹp đẹp đi. Đúng rồi, cho anh một chiếc xe đẹp đẹp đi. Và không, không có chiếc nào hết. Anh làm việc quá cực lực mà. Tại sao hắn không cho anh một chiếc xe nào đó? Mà anh có thể dựa người vào luôn. Có lộn dựa người vào cái chiếc xe đó. Thì mình muốn một chiếc giống như chiếc màu đỏ này quá. Ừ, cái xe cái kiểu dạng màu đỏ đó, cái xe màu đỏ đó. Mà tiếc là tiếc mà cái màu đỏ xe cũng đẹp chứ. Khi nào mình có lên cướp không? Không biết cho cướp hay không thôi, đó mới là vấn đề. Mày đưa chân ra nào, để anh đi, anh thể hiện. Đó, bán xe lặng lách cái kiểu. Ra. Một cảnh sát luôn mới ghê chứ. Vượt đèn đỏ luôn. Tôi không để ý mình vượt đèn đỏ luôn chứ. Cái quái gì ta đứng ngay đây cũng bị đề dòng ngó rồi hả? Cho nên cái đường vô không ta? Vô kiểu kia nó lộ liễu quá. Có chứ. Để mình cái chân box này kia đã. Đó. Gắn một cái cục này vô thì chắc nó sẽ hiển thị nhiều hơn. Có giáp, có máu đằng kia rồi. Sao biết chỗ này vô vẫn không được ta? Chỗ này thì cao quá, không nhảy được. Chúng ta cần một cái chỗ nào đó đi vô mà nó hiệu quả hơn. Chứ ngay chỗ này thì không vô được rồi đó. Cái này mình phải cho là hàng này ăn bom quá. Mình chết cha mà hết bom rồi. Stick around.
Ôi vãi cái đái. Nó bắn mình luôn mới ghê chứ. Gọi cái con mẹ gọi hoài. Ôi nó chạy ra ngoài được luôn rồi. Hay là mình Rambo vô luôn ta. Cũng được thôi. Đây có máu mà lo gì. Sentry. Ôi không biết Sentry nó gọi chưa nữa ta. Chúng ta cần cái chỗ nắp, cần cái chỗ nắp. Nhiều lúc này có vẻ hơi sai. Ôi thật hết đạn đúng lúc vậy đó. Ôi mém chết. Chết cha, nó gọi reinforcement rồi. Đang chỗ khó quá, quá đạo. Ok, bắn thì bắn luôn, sợ mẹ gì. Ồ, nhưng mà có giáp. Lấy giáp đỡ, này súng mà. Coi cái này có đạn còn không. Ồ, căng nha. Hey, he's over here. Spotted one, boys. Here, over here. Running for cover. Ô một phát gục liền luôn ba. Đồ hoài dân chơi. Ô cái này bắn xa cũng ổn á chứ. Khá là ổn. Hết đạn rồi. Nó nhây thiệt chứ. Hết máu luôn mình ghê chứ. Ơi, đã thấy nó còn chọi nó dư. Trời ơi, dừng chơi. Cái này nó nhiều lúc nó lì mà nó nhây. Mà nó bắn rác. Ơi, mình thích cái súng lục này nha. Xong chưa? Bắn có một đá mày thôi mà này nhức. Mệt. Kinh. Đốt xong đi ra cho tiện. Mình hết máu, hết đồ luôn rồi đó. Chắc phải đi mua. Phải kêu thằng kia lại lấy mua giá mua đồ. Xe này cũng được. Nhưng mà không thích cho lắm rồi. Để mình gọi súng mua đồ tới đi. Can I get a resupply in River Road? I'll head your way now. Để mình gọi get someone out here to River Road for this cash. Một súng với hai gửi tiền, mình không muốn mất tiền như vậy này. Thanh niên quá xe như trip đi. Anything you want here? Để mình gửi tiền ra. Better not lose this. What do we have? This our business is done here. Arm dealer, quên. Arm dealer. Mấy thời gian để nó khỏi, nó đi khỏi chỗ này. Let's see what you got, man. Get a skin, refill ammo. Chúng ta cần refill ta. Chúng ta đang dùng cái cây kia mà. Refill đi. Đây còn có mà bắn mình lời đi lượm lại quá. Explosive.
Molotov. Full hả? Full hả? Ủa, full sao mà nó không có gì ta? Hiện tại mình chưa có một chiếc xe nào mà gọi là kiểu như có thể là Alpha Valor favor from Cassandra. Supply hả? Supply đi. Lincoln upgrade. Nói chung vẫn chưa upgrade được gì nhiều đó. Ôi, những xe này đẹp. Ok, và chúng ta có talk to Chalk Blanchard. No witnesses. Chúng ta còn khoảng 2 2 hơi đặt máu thì lúc mình làm vụ tiếp theo thì nó sẽ có thêm. Oops, oops. Thì nghĩ nên đi bộ cho nhanh. Chứ khu này nó gì vậy? Wiretapping. Công nhận nó đặt đúng xung quanh luôn. As good a job as you've done slowing work at the dock union. Surprise. Word is Andy Toretto's down at the dock union. Demanding to know who's been stopping his people from collecting dues. Think he tipped off Greco to what's been happening? Nah. Knowing Andy, he'd probably see Greco in the ground next to you if he could. But he's a lifer. And if he's got a job to do, he's gonna goddamn well do it. Bad fucking situation all around. And it's about to get worse. Tell the boys they'll be back to work soon, Jock. Okay, confront Andy Toretto. Chúng ta sẽ làm xong nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ xong và mình sẽ lên làm nhiệm vụ trên của thằng Perk. Confront thì chúng ta sẽ giết thằng kia thôi, khá là nhanh. Nếu như mình biết cắt để chỉ cho nó nhanh. Tại hình như là nếu mà mình confront thì chúng ta không giết mấy thằng kia thì nó tự động là nó. Thì chúng ta vẫn có thể lẻn qua cho nó nữa. Miễn là chúng ta có thể tiếp cận được cái thằng cuối giống như hồi nãy mình tiếp cận, đó là tự động là những thằng còn lại mình mặc dù mình không giết nó sẽ tự động bị thu phục luôn. Mình để coi là mình xem mình tiếp cận được nó như thế nào không đã. Chỗ nãy nữa chứ. Trời má nhìn kìa. Cái này mà không có instinct mà mình bó tay luôn. Can't we just print up some more? Jesus Christ. Look, that's how it works. Đứng tốt bên trong. All that shit. Besides that, it's making us look weak. To who? The working men. They see us getting fucked, won't be long before they think they can join in the fucking. Anyhow, sợ người ngoài thấy mày này thôi là mình giết mày này. Đỡ ghê, nó tách ra hai bên. Kia vẫn chưa thấy đâu mới ghê vậy. Nothing over here, fellas. Dở thấy nè, nhưng mà mình mình lua nó lại để mình giết nó luôn. Là vẫn chưa thấy gì á, đó. Sentry. Nãy mình còn hơi vội vàng quá nhá. What? Lần này mình sẽ chắc chắn cẩn thận hơn tí tại cái khu này mình làm vừa mới vô mà mình bị bắn quá trời luôn á. Mình xử cái thằng Sentry cái đó. Cái thằng mà chúng ta cần giết nó đứng trên lầu. Sẽ có tới hai ba thằng Sentry mà khu này mình như nãy mình bắn nó là nó. Ôi, cái mặt luôn mới ghê chứ. Mình không để ý thằng này ta. Giờ nó sẽ đi xuống từ từ hồi nó mới vô được bên trong. Đâm người từ đây luôn cho nhanh tại mấy thằng kia nó cũng không để ý gì. Huh?
Này thì cười cho mày. Cười, kêu mày cười à. Quá easy man. Xuống đây em, Sentry. Này giống như những cái phim hành động mà gọi là Sentry, là những cái thằng mà giống như là lính mà của quân đặc biệt, có khả năng đặc biệt, cái kiểu giống như các bạn đọc coi phim gì X-Men gì Day of Future Past gì đó. Nó cũng hay dùng cái từ Sentry đó. Private Property. Đây thì chắc nó không thấy được đâu. Đâm từ sau lưng rồi. Ngay chỗ này cất giấu hết trơn rồi. Vô đây em, vô đây. Mấy này cũng không để tâm cái xác nó gần đó luôn ta. Cái này mà nếu mà mình chơi bên Hitman là chắc cũng được rồi ba cái ba cái điểm mà cộng thêm mà khi mà các bạn nào giết mà kiểu mà stealth á. Ồ ồ ồ. Nằm xuống, stay down man, stay down. Lúc trên lầu có ai không ta? Chắc không. Xử từng thằng trước rồi chúng ta xử những thằng khác sau. Thằng này đứng trong cửa sổ thì nó không để ý những cái thằng khác được. Cho nên mình sẽ xử thằng Sentry sau khi mình xử đó, xử xong này nó sẽ đều hơn. Khi nào nếu mà nãy mình giết cái thằng Sentry trước. Weapon Locker, Medicine. Mình biết thế nào trong đây nó cũng có Medicine cho nên việc gì phải mua, 600 lượng mà. Cái này thì mình chắc không cần đâu. Ồ, ồ, đã đạn quá trời. Vấn đề dưới này nó không thấy nhưng mà trên nó nghe được. Thì mình nghĩ là vậy. Ôi, cầu thang đi đâu ta? Ôi, cầu thang nằm đâu ta? Cái lấy tiền này. Mình cái thứ mình tìm nhiều nhất là cái mấy cái tạp chí Playboy á. Nhưng mà có vẻ hơi bị ít. Confront Andy Toretto. What? Ồ, mình giết ngay lưng ông kia luôn mà ông kia vẫn không biết gì đang xảy ra. Ồ, Playboy nè. Hả? Huh? Found something. Either you kill me or that pissant Greco does. Well, since Greco ain't here. Dock Union's under control. Put some of you guys on it. I'll send them over. And Lincoln, just cause Greco's a dipshit doesn't mean he's a pushover. He'll probably send out some of his men, have them try and take you out. So watch your ass. Get your hands on Greco and rough him up all you want, but don't kill him. That's for me.
I was in the 3rd Platoon Company C of the 614th Tank Destroyer Battalion during World War II. I trained as a medic, but I still carried a gun. Every man in our company was black. Army didn't know what to do with us other than they didn't want us fighting with the white men. Klimbach. Klimbach was that little French town up there near the border with Germany, and we were ordered to take it. Now, the Krauts took out 3 of the 4 anti-tank guns we had, but there was no way in hell we were letting them get the better of us. We were determined to show we was just as good, if not better, than every other soldier in the service. I don't like talking about medals I got over there. Only way a man survives something like that is through the grace of God. Doesn't seem right celebrating a little piece of tin. No one knows I helped Lincoln except for you and John Donovan. Not that I'm keeping it a secret, mind you. Just that nobody ever came around and asked about it. Ok, và nhiệm vụ của chúng ta sẽ là đi nói chuyện với Vito. Thứ đầu tiên mình chúng ta cần phải làm đó là đi cất tiền. Mọi chuyện nó như dự tính của mình luôn rồi. Ok, chúng ta quá dễ quá xong. Xong quá nhanh. Chúng ta cần một con xe khác đẹp hơn, sang trọng hơn và lịch lãm hơn và phù hợp với bản thân hơn. Xe này không phải cái xe hồi nãy mình nói ra. Nhìn thì có vẻ giống thiệt á, nhưng mà không đúng ý tưởng cho lắm. Chúng ta sẽ phải đi tìm Michael Vito, chúng ta sẽ mới lên được đây nói chuyện với ông. How about this, man? Con mẹ mày. Thôi bỏ đi, không cần đâu. Tại vì nếu mà mình cướp xe thì chỉ có một phạm vi nhất định thôi. Mà xíu mà xe này chạy nhanh là cũng đáng để cảnh sát rượt cái chứ. Nhìn có vẻ ảo. Anh thích. Chứ rồi cái màu nó không được như ý, mình muốn màu đỏ hay màu vàng hay gì đó. Lạng lách kiểu nhìn đã gì đó. Yo, motherfuckers. Yeah, baby. Nói cho mấy đứa tránh đường cho anh đi nè. Trip cái kiểu. Mà làm mất file vừa là bỏ trip luôn. Hình như có cái challenge trip trong vòng 5 giây. Để coi mình kiếm cái cô nào bự bự á, mình trip thì mình mới được cái achievement ba. Cô này nó bé quá. Gặp thêm cái xe này chắn đường nữa chứ trời ơi. Từ đó đi kiếm chỗ trip xe cái nhẹ rồi. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrol. Này cũng không gọi là trip. Bánh thì có trip thôi nhưng mà nhìn nó cứ sao sao. Trip không biết được hay không thôi. Sao mỗi lần mình trip là coi như có xe vậy mà. Mình mới mình thấy cái trip một cái achievement nó kêu là trip trên xe. Trip thì phải ít nhất 5 giây mới được. Mà anh thích chiếc này đó. Nhìn cái bánh xe là thấy chắc là dành cho dân trip rồi đó. Out of the way. What do you think you shoving? Oops. Bấm lộn nút quá. Làm gì ghê. Greco's in that building at the end of the block. A lot of hooas in there. Probably face down a pussy right now. You got any muscle with him? Yeah, a couple of meatheads. I'll go around the front, you take the back. He tries to run, grab his ass. Nobody kills that prick but me. Fuck. Those are Marcano's guys. Cocksucker. Come on, back to the car, you drive. I'll cover us. Fuck.
those little prickets away. The fucker almost went through the windshield. Tôi thấy là mình phải bỏ cái chiếc xe của mình. Vừa mới được lấy cái đó giờ từ này nó chỉ khai bắn mình mới ghê chứ. Bố muốn bắn máu nhảm 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 xịt đó nha. Chưa gì mới giờ thấy máu một thanh máu rồi. Wow. Jesus man. Cái quái gì mà quái xe gì vậy? Ơi mày xe đã lái cũng đã chứ. Có điều nó không nhanh bằng cái kia. Úi là Vito ngầu vậy ba. Ra khỏi xe bắn luôn ba. Ghê vậy ba. Get Rico. Xe này có trip. Bánh xe này chém dưa luôn. Chứ gặp xe này trip ngon lành rồi. Rồi sát tới luôn giờ nhìn. Chính chiếu hậu cũng là cái lợi thế trong cái game này. Làm sao giờ đây đấy? Đẩy cho cái này ra giờ. Ramming đâm. Ok. Giờ là hiểu. Mình xe này chuyện nhanh quá vậy. Chạy với một tốc độ bàn thờ luôn á. Số 41 nó giữ hoài luôn. Giờ có 40 là mình tăng ga hết tốc độ rồi đó. Đó, chạy đến độ mà nó render không kịp luôn rồi. Hình nó render chưa ra là vô em. Kiểu này mày không dừng xe đâu cùi. Mày không dừng xe thiệt luôn á. Không biết này cái xỉn xe cái kiểu giống như Gatana. Cái lợi thế nghe rõ gì mà nó vẫn bị hụt thì thấy quái nào. Cái xe này do cái xe này quá chậm. Chúng ta còn cái xe nhanh hơn hồi nãy, trong cái trường hợp như nãy chúng ta không thể nào lấy đi lấy một cái xe khác được. Dừng xe lại con quỷ. Nó chạy nhanh gì kiểu quái gì mà mình ngồi mình mình tông vậy nó không xin nhơi ta. Đúng kiểu rượt đuổi nhưng mà cái rượt đuổi này mình thấy không có hay và nó không có hơi khó như thế này. Thì gì đó không biết tới đâu. Get Rico ra mày. Ui ồ má băng đảng chơi nhau. Ồ hết máu rồi chứ. Mày biết mày làm tao hết máu không mày? Nghe không mày? Fuck! Fuck, goddammit! The fuck are you? Let's get him the fuck out of here, the cops are closing in. Hey, get the door. Yeah. Lose the bullets. No, it's not one thing. The fucking cops are on our ass. Không lose the bullets. Chơi mấy chú 74 chơi lầy gì đâu. Bắn mà chạy vòng vòng cầm súng đạn quá. Không biết sợ là gì. Chúng ta phải chạy trốn. Làm chi cho đã là phải chạy trốn. Vấn đề làm sao mà không biết đường đi chạy. Vẫn đang cố chạy nhanh hết sức nhưng mà nó bám dài. Nó lạng lách cũng như mình. Hơi mấy cái xe này nó kỹ gì đâu á. Ok mình vẫn đang cố gắng tăng tốc hết trở. Tuy nhiên chiếc xe mình muốn rồi. Đúng rồi, dừng lại đi. Đừng có dưới nữa. Ok chúng ta đi về tới nhà của Vito. Please! I didn't do nothing! Didn't do nothing?
You were getting ready to fucking kill me. I was just doing what Uncle Sal told me to do. Nah, that fuck never liked me. I get it. But this? You never tried anything like this before. I don't. Come on, Mikey. Why do you want me gone all of a sudden? He said you were a carpetbagger. Never should have been down here in the first place. You want me to keep going? You got 9 more! Fuck! Listen, Jesus, he was worried you knew about the casino. And so we're gonna play up to Leo and the commission. What casino? Answer the question. Uncle Sally's... You see that construction across the lake? He's building a casino over there. He wants to go legit. Turn this city into Las Vegas. Gambling's illegal. Yeah, no shit, it's illegal. Which is why he's paid a bunch of money to get the laws changed. Who else is involved in this? I don't know. I don't know, I swear it! Look, I told you what you wanted to know. You're gonna let me go now, right? Yeah, sure. Stupid fucking prick. I'll clean this mess up. No reason for you to stick around. Remember our deal. I'm expecting to cut of everything you bring in. Hey, I know how this shit works. You'll get your money. There's a woman named Alma, helps me out sometimes. Cuban, mean as fuck. You should talk to her, see if she needs anything. Might be an easy way to bring in some extra money. Where's she at? At the warehouse. All right. What are you gonna do with him? Fish gotta eat like everyone else. At what point did you become aware that Sal Marcano wanted to build a casino north of the city? Pretty early on. Michael Greco told Lincoln about it. And Lincoln Clay's plan was to specifically target various entities related to Marcano's casino plan? Between the bribes he was paying out to get gambling legalized and the money needed to pay off the commission, Sal was stretched pretty thin. So Lincoln used that to his advantage. Forced Sal into making some extremely hard decisions. Decisions that would limit his options. I'm telling you, we make twice as much bread moving heroin as we would from a stupid fucking casino. Maybe 3 times. This ain't about the money. You're joking, right? All I ever heard from you is, don't give me no goddamn excuses, you understand? You pay me what's fucking owed! You think this a game, son? And it's my fault for playing along with you. We're not setting you straight. But it's not a game. This shit wears on you, grinds you down. I ain't had a decent night's sleep in 43 years. And then after Lucho, shit. Well, hey, we got the cocksuckers who did that. Every last one of them. Yeah, and your uncle's still dead, ain't he? Yeah. You think sitting in that chair makes you special, huh? Somehow puts you above all the bullshit. Well, it's the opposite. All it does is paint a giant goddamn bullseye on your forehead. There's a price to be paid for all this, you understand? And I'm tired of paying it. But mainly, I'm worried I'm gonna get a phone call telling me you're dead in a gutter somewhere. What do you expect me to do, huh? Work the front door? Glad hand folks as they come on in, maybe give them a quick slap on the ass? You run it with me. And hey, after a few years, after I know everything's settled down, you'll take over. Find yourself a nice woman. Give me some fucking grandkids. Sounds boring as fuck. It's the only way, son. The world is changing. Used to be people knew their place. Now everybody's screaming about equality. Now they all deserve a slice of the pie. Niggas, Knicks, Gooks, you name it. Our way of doing things won't work in a world like that. Yeah. You come to me with something like this, Lou, you better be goddamn sure. Yeah.
Lincoln Clay is still alive. Fuck. Gọi cái con mẹ gì gọi hoài. Không muốn chết thì đừng có gọi nữa. Try the back door. Bert. Been a while. Lincoln Clay. Jesus Christ on the cross. Now I've seen everything. I heard you were dead. Been hearing that a lot. The fuck do you want? Came here to make you a business proposition. Is that so? I'm going after Marcano, his brothers, anyone else that's associated with him. You want my help? The way I see it, once we deal with Barbieri, you get Point Verdun back. After that, we can discuss what happens to the rest of the city. No, fuck off. I've all you chalky bastards once already. Look where that got me. From where I'm standing, I'm not seeing much of a difference between then and now. You listen to that, you listen to God, you fuck. Danny was so buttoned up, the coroner wouldn't let me get a last look at him. Anyone's killing that fucking Marcano. That's me. Unless Marcano's hanging around one of these dive bars, I don't think he has too much to worry about. Now go fuck yourself. There's no more stones in the legs of you, Lara, fucking off. A fucking ingrate. Coming to your question, me. You and your kind, you cut and run at the first sign of trouble. You always have, you always will. Try the map, man. Fucking keys. Speed trans, try on the wrong side of the road, excuse Jim. Okay, man. Move over, or I'll move you over. What the Christ you think you're doing? Try that, man. You're bragging about your stone, so I figured we'd take a little ride. Baby. See who cracks first. The chalky or the Mick? Speeding. Almost hit car. Rồi, làm phi làm cái này sợ lắm. Đó, 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 đó. Give me the word when you've had enough. Sợ liền, sợ liền. Sợ liền. Mình sợ chứ mày. Almost hit pedestrian. Maybe you fucking farger and bastard, yeah. You're no better than that cock on me, boot hill. You almost hit car, you think I need it? Giờ mày có đưa, giờ mày có ok không? Ok không, để tao còn giải quyết chuyện nhanh gọn rồi. Ui, cái cách này nó làm cho thằng này nó phải đó. Gần tông xe khác là nhanh nhất các bạn. Đó, không biết liền. Try, man. Pull over here. Pull over here, man. Nah, get the fuck out of my ride. Giờ mình có ok không? Come round later a bit, we got more to discuss. Ok, giờ mượn xe lái đi ba. Chứ biết cha này ở nhà đâu mà giờ mình phải đi qua chỗ ổng. No witnesses. Biết mình nên tìm một cái xe để cho mình đi. Cut and run, ok. Không biết nó có lộ xe của người khác đâu. A nation once again. Meet Burke. Cut and run. Có xe cảnh sát. Không nên cướp xe ở chỗ này. Nhưng chỗ này vắng vắng. A nation once again. Vì đất nước, vì một tương lai xa nữa. Chúng ta cần phải làm lại điều đó. Chúng ta cần, rất là cần một chiếc xe. Ra mấy đứa, ra. Nghe đồn công an luôn mới ghê. Nghe chỗ có xe công an chứ. Chạy, chạy là vừa đó. Công nhận cái game này á, theo mình thấy á, là nếu như vậy nào không để bị cảnh sát bắt thì nó rất là dễ.
Nhưng mà đến khi một khi nó cảnh sát đã bắt được thì cái khả năng mà các bạn thoát ra nó hơi khó. Khó hơn bình thường thì nó dí rất là kinh và nó dí rất là nhây, phải nói như hồi nãy mình cũng phải chịu khó lắm mình mới thoát ra khỏi cái đống đó. Thì mới chúng ta mới đi về bình thường rồi chứ không là bó tay. Nhưng mà cái hệ thống điều khiển xe trong cái game này á, nó cũng khá là thoải mái. Nếu mà bạn nào chơi qua thì mình trên PS4 mình không biết PC như thế nào, nhưng mà đối với mình thì mình thấy khá là thoải mái luôn đó. Điều khiển rất là tiện mà cái thiết kế nó không có phù hợp với cái nội dung game. Giờ chúng ta tới chỗ gần tới rồi. Chúng ta cần phải nói chuyện. All units, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Repeat, pursuit is called off. Abandon search and return to patrols. Nó vẫn đi tìm cái xe kia nó mới ghê chứ. Back so soon then. Tell me about Barbieri. Barbieri? He's a right fucking cunt. I can tell you that much. You know what I'm asking, Burke. Give me something I can use. Barbieri's running Splough out of the Sweetwater Distillery. Splough? Painter's piss. White Mule? Ali Gin? Potchain, moonshine, you ignorant fuck. Christ, what kind of booze you people drink over there in Darkyville? Kind is not called painter's piss. Boy, you ain't lived. Set the whole thing up myself. And that gunny fuck comes in and takes it from me. Smashes me knee all to hell. Barbieri's gonna suffer. You hear? Dies. Slow. What else has he got besides the distillery? Aye, runs that old Robert Daw slaughterhouse. He's doing more in there than cutting a lean ribeye. Drags you in there. That's the end of you. I'll do the heavy lifting on this, Burke. Uh-huh. Once Barbieri's dead, I'm counting on you to step up. Oh, I'll do more than step up. I'll either be running this whole damn town or burning it to the ground. But honest, it'll make a whole lot of difference to me either way. A nation, come on, once again. A nation once again. And Ireland long, a province be a nation once again. Ông này nhìn cứ có vẻ như nghiện rượu sao ba. Ồ, we are brought to you. Chúng ta đã được giao xe rồi. Oh yeah. Story mission unlock moonshine man. Chúng ta đã có được giao xe rồi. Ok, chúng ta phải tới nói chuyện với ông kia. Cũng nhờ là nói chuyện với em Bird mà chúng ta đã có được giao xe. Ồ, hay đi chứ. Và chúng ta phải vô đây để nói chuyện để unlock nhiệm vụ cái kiểu nữa. Lincoln, over here. Surprised to see you, Nikki. I know what you're planning on doing, and I couldn't just sit here and watch my old man send you out half-cocked. Fuck. Man, your dad's never been much for details. Yeah, what he didn't tell you is that the man running the Sweetwater Distillery is named Carl Bevers. Hard-ass, country asshole. His family runs the shine through the business, sells it to local shops. Bevers ever let on to where he keeps his stills? He's got brains enough to move things around. Rumor is, he's got a map hid somewhere for his drivers. Hmm. Something like that could come in handy. Maybe I'll convince one of his men to tell me where it is. Hey, we've got another man, goes by the name of Bear, keeping an eye on the meatpacking plant. You should go see him. I'll do that. Thanks for the help. Anytime, Lincoln. Know what Bevers is up to? You're gonna have to get at some of his people. Có hai ba nhiệm vụ mới đã được unlock. Và màu xanh lá cây, màu xanh xanh dương xám. Port of Verdun. Hình như chúng ta chỉ mới nói một với một nhỏ này thôi, phải. Protection, talk to Bear Donnelly. Ồ, chúng ta có 27.000, không biết mua, có cái nút nào mua xe không? Standard.
inventory. Chiếc này là của mình thích chiếc này hơn. Berg says you're the only. Đây coi. No money. Oh, service fail. Service đang có rồi. Arms dealer. I need resupply and point for done. Be out directly. Chúng ta đang cần giao xe đây. Biết xe mình nó đang giao chỗ nào. Ồ. Đẹp vãi, không biết phải có phải. Let me see what you got. Không biết có phải là cái đây cái vehicle. Này chắc chưa upgrade được đâu, nhưng mà supply you're gonna need to patch yourself up sometime. Nếu mà mình có cái vụ mà giao xe như thế này, những lần sau mình sẽ đỡ phải đi lấy xe người ta hơn. Có xe mình gọi nó giao tới rồi, nếu mà upgrade lên xe đó luôn. Adrenaline shop man. Tưởng mình giờ có 4 cái gì chứ. Our business is done. You know thì cùng bác sẽ không cần lắm, từ ngay chỗ đó hay có đó. Trên xe tránh ra nào, bố. Xe vừa bố vừa mới lấy làm chày và bố là bố không tha. Đi sai luật nó cũng để ý nữa thì phải. Như cái chỗ này mình đi sai luật hay sao? Chứ này chứ gì nhìn lái đã chứ mà lái đúng nhanh luôn. Ồ như cái trip phải kiểu nữa. Xe này có cái hệ thống đàng hoàng. Greetings and salutations and all that shit. You bear? Nikki sent me. Oh, can I marry that girl someday? Bear Donnelly. I own Nikki's da. Everything. He has me keeping an eye on the Robert O. meatpacking plant. Who's running things over there? Nut job by the name of Sonny Blue. Lets a room out to the butcher's loan sharks. Protection guys too. If they can't do it there, they put the hurt to people in the street. Any chance Sonny's around the Robidoux? Fuck no. Sonny only comes around to scare his people into shape. But I'm hearing one of his boys, a fella named Ralph, got caught skimming. They're working the bloody bastard over in the slaughterhouse to find out where he's got it stashed. Might be beneficial to pull his arse out of the fire. I'll see what I can get out of Sonny's goons. Watch your ass, Bear.